Đến với nghề người mẫu là một cơ duyên đối với Khuê. Khuê vẫn còn nhớ thời điểm cách đây hơn 2 năm. Lần đầu tiên khi mà cái sân khấu thời trang đầu tiên mà Khuê đặt chân lên và thường trải nghiệm cái cảm giác trở thành một người mẫu, đó chính là sân khấu của cuộc thi siêu mẫu Việt Nam. Người mẫu và một diễn viên, đó chính là hai công việc mà Khuê đã xác định ngay từ đầu rằng mình sẽ giữ nó cũng như phát triển nó song hành cùng với nhau. Mời quý vị đón xem chương trình Chuyện Thảm Đỏ khách mời Trần Ngọc Lan Khuê, được phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ bảy ngày 11 tháng 7 năm 2015 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ tư tuần kế tiếp trên kênh KTV.